Dạ, Lâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà bác ơi, trở lại câu chuyện giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay không thấy bên đây có cái nhà quan hôm bữa quay cô chia sẻ cho cả nhà đó. Thì là cái có một cô rất là khổ, không có nơi ở mà cô không có dám vô nhà quan này ở. Cô cất cái chòi cái bên luôn. Thì được Mạnh Thường Quân cũng như bà con cô bác hỗ trợ cho một số tiền với một số gạo. Long sẽ vào trong đây chia sẻ cho cô cũng như là hoàn cảnh cô rất là khó khăn nha bà bác ha. Rồi đi. Xung quanh căn nhà nè ông bà bác. Quay giờ mấy cam mấy em ơi, đừng có giờ dưới quay không có thấy anh luôn á. Comment bất tử mà, đây. Căn nhà hôm bữa nè ông bà bác. Thì cô ở gần đây á, là cô, thì con biết có nhà không nữa. Vô cô, có mấy con chó này kìa. Ê, xin chào Ki. Ôi, cô có nhà không cô? Ồ. Nha. Khỏe không? Khỏe không? Hả? À, vợ con? Vợ con? À, đến đây chia sẻ cho cô cái phần hôm bữa có Mạnh Thường Quân cao cho cô. Là đây là 1 chục ký gạo. Ha. 1 chục ký gạo với... có à... đây xin phép đây nè, nó không không cắn đâu mọi người, không sao đâu, cảm ơn nhiều, đi đại vô đi cô, nó không có cắn đâu, đứng đây nó hiền á, đứng qua bên đây nè, quay góc nhìn đây nè. Thì Mạnh Thường Quân á, có mấy cô Mạnh Thường Quân, dạ, với Mạnh Thường Quân ở xa ở trao cô kêu con mua cho cô 1 chục ký gạo, dạ, để đây ha, dạ, hai chị em vô nhà, để đó đi, lát thì kinh, bưng vô nổi không, nổi. Thì 1 chục ký gạo với tổng tiền còn lại là 4 triệu 3. Dạ. Bây giờ con cô trao cho cô 4 triệu 3. Dạ. Để mình xoay sở cuộc sống nó đỡ. Dạ. Phần nào hết con đi, cho con nhỏ đi nè, nó đi nha. Nó đứt cái tay vậy nè chú ơi, đi mà cái kiến nó cắt cái đứt ngón tay mình lọ đút vô lọt luôn. Có nghiền lực á hả? Ừ. Đút vô lọt luôn, giờ nó đi nằm nó rảnh á, cái chiều xin về. Trời ơi khổ lắm. Ừ, đây. Dạ. Là cái người cầm má là vợ con. Dạ. Ừ. Thôi, thôi con không nói vòng vòng nhiều nhiều. Được. Con cũng giúp con phở đỡn có gì chút xíu nữa mình cái đó bên đó mình có bảo hiểm gì cho ảnh không cái tay á? Có bảo hiểm xã đảo. Vậy hả? Dạ. Vậy cũng là đỡ. Cũng đỡ tốn tiền hả nhỉ? Dạ. Giờ con trao cho cô 4 triệu 4 để cô 4 triệu 3 với con ha. 4 triệu 3 nó tiền đâu đắp à. Dạ. Con đúng rồi đó, đưa nhiều nhiều chứ đưa không tiện đấm là con nói đúng rồi. Con không biết được, để con coi. Bây giờ làm anh các anh chị Minh Quân ơi, em cũng mua 5 bao ký gạo rồi. 10 ký. Ờ, 10 ký gạo với một phần tiền của các anh gửi cho cô cũng xây sở. Cũng như là mình coi mua mấy cái mũ rồi mình chụp lại. Có kìa, xin miếng kìa, về đặng nó làm cái này nè. Ừ cái này nè. Cô mua tấm giống gì? Tấm mới nó có tấm mới và dài dạ. Thì ngang 6 mét, chiều dài nó cũng 6 mét thì dạ. Như nó có 400 mấy 500 nhiều cô mua dạ. Cô lắp đỡ hoặc là cô có lá đó. Ai dạ. Có lá cô mua dạ. Lợp ha. Dạ. Có gì lần sau thôi mình lợp cái vậy được rồi, hết dột rồi. Hết dột rồi cũng phải mua thêm tấm mũ ha. Dạ. Mũ che ở sao lại. Dạ. Làm nhà sao nữa. Dạ với tiền ăn uống nữa cô thấy cô khổ quá. Trời dạ. Ơi khổ lắm. Dạ. Chú ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây cô cầm cho con nha. Cái này 4 triệu ha. Dạ. Còn đưa cô 300 nữa là 4 triệu 3 hả cô dạ, ha? Dạ, dạ, dạ. Đây là cô. Cảm ơn. Cô cảm ơn con cũng đâu có gì đâu. Cô cảm ơn. Cô cảm ơn mấy cô, mấy dì này nè. Ngày dùm tôi không có đi đâu được. Cảm ơn Mạnh, cô Mạnh Quân dạ, á. Dạ, Mạnh Quân, dạ. Thì à, Lâm không nói tên. Những cái cô với anh chị đó. Dạ. Thì chắc có lẽ Lâm sẽ quay sơ thêm cái nhà cho cô coi ông bà có bác
để biết rõ nhà cô. Dạ. Nếu mà có ai thương cô có thể giúp đỡ cô thêm nhân bà bác ha. Dạ. Cái cô tội nghiệp có tiền rồi, sáng giờ có làm gì không? À, ta nãy nói gì sao, nói gì? Có đi mặn gì đâu. Sáng nữa mặn cá người ta cho. Mặn cá người ta cho được nửa ký cá rồi đang mặn. Cái mương chó sủa chạy vô thấy chú tới. Mừng không? Mừng, đi lụm da chai trời ơi. Hôm nay có lụm không? Té xuống mỗi ngày, đinh cái đơn ót ót như nè, cả tháng trời bán được 50-70. Vậy đó. Rồi hôm nay có đi lụm da chai thêm không? Thì đi mỗi bữa đó, bữa có bữa không. Bữa có ít có nhiều ha. Dạ. Vậy cũng được, gom từ từ được coi. Dạ, gom từ từ vẫn sống. Nhiêu đây thì cũng đỡ, dạ. Mình sống được vài ngày. Dạ. Cả, nếu mà ghém, gọi ghém, gói ghém thì cũng cả tháng ha coi ha. Dạ, dạ. Vậy, đồng là tháng chừng bao nhiêu 10 ngày, nửa tháng. Ừ. Dạ, cô có làm gì làm đi. Con dạ. Quay sơ thêm cái nhà cô cái dạ, nữa, rồi dạ. Sẵn con quay cô làm ngoài đó luôn. Bằng cá bằng gì nó không biết kệ nó, thì con chia sẻ cho cô, cho người ta biết để người ta có thương cô giúp cô thôi. Cảm ơn nhiều nha. Dạ rồi. Mạnh Thịnh Quân đâu giờ nói lại giùm. Dạ rồi em cầu cô kinh khổ quá. Cô mừng cô cười gì quá trời quý hả con ha. Dạ được nhiều quý dữ lắm rồi đó. Rồi con cô đang nằm ở đâu? Nó đi rửa vết thương rồi nó đi rửa vết thương gì có đi làm được không? Trời ơi, đi làm hạ nhiễm trùng hoài luôn. Đúng rồi, nó nứt á cô. Nó nứt rồi, người ta kêu sao không đi giá tiền đâu mà đi, đứng ăn giá mấy trăm ngàn, hoặc triệu. Đứt vậy nè, kệ nó từ từ tốt rồi cô ơi, người ta cho thuốc nè. Người ta cho thuốc nè, uống rồi đủ thứ, rồi cái bà vô cắt cỏ hổm á. Ừ. Bà mua thuốc, bà cho, bà cho tiền ăn sáng rồi gì đụm lắm. Cái này mua thêm thuốc rửa nào thêm. Dạ, thuốc rửa thuốc đủ vô, hết trơn á. Mua dạ. Thuốc ở ngoài uống cho dạ. nó bớt đau rồi. Dạ. Rồi cô cứ làm gì làm đi, con coi cô có làm gì đây nè. Cô mấy có mấy con cá sáng nè. Người ta mới giờ cho. Vô nhà cô. Còn em ngồi đó cũng được, nó không sao đâu. Đó, tình nghiệp hết chứ. Vô tuổi ngày quay lạ, hết hồn hả? Dạ. Vợ con á. Hết hồn thiệt à. Vô đây ớn quá à. Ừ? Vô đây ớn chết vậy. Sao ớn? Bụi bẩm. Đất của nhà nước mà mình cũng không dám dọn. Tối chắc mũi lắm trời. Ủa chiều rồi cô vô mùng rồi. Chiều tối là ta nhận mùng xuống đây ha. Ừ. Hay nè ông bà bác cho ông bà bác coi sơ cái hoàn cảnh của cô đó. Nhưng mà biết cô là thật sự khổ khó khăn như ông bà bác ha. Cô đang bằng cá này. Sáng này ta cho này hả con? Ừ, ta cho. Cá này cá chết hả? Cá chết. Ta nhân lưới người ta làm gì á. Có con cũng còn sống nha. Ừ. Cứ bà cá chết thì chỗ bớt cái ấy cô ơi. Cứ bà kia kìa, tội nghiệp lắm. Sáng bà đem cá nó không được bự. Cá bà nuôi lâu quá rồi nó không lớn, nước mặn á. Rồi bà đem vô cho cũng hơn ký mặn rồi. Vậy hả? Dạ, người ta cho ăn không rồi chú ơi. Vậy cũng được rồi. Dạ. Ở đây người ta gần biển, cái này bán đâu nhiêu tiền đâu. Dạ. Thì thôi cho cô cũng được. Ký 20 ngàn. Dạ, rẻ mà họ cho luôn hả? Dạ. Thì cái này làm cái gì? Muối để dành ăn á. Dạ. Đây cô tội nghiệp mà bác cá ta cho luôn đó mà. Ừ. Khổ lắm chú ơi. Ừ. Ở đây nước mình xài sao cô? Mãi mình câu... 100 mấy á. Câu vô hả? Ừ, tháng vậy 100 mấy á. 70. Rồi tùy theo mình xài đúng không? Dạ. Có hai ba mẹ, hai mẹ con nè, hai mẹ xài. Ừ. Cô có làm đi. Dạ, quay sơ cái này coi ấy nghe thêm trời của cô nè. Cô mua thêm cái tấm mũ của cô, mũ có mấy trăm, có hình như là có dạ, được dạ, có dạ. Mấy trăm mà cô ơi. Dạ dạ. Cô bỏ đại mấy trăm mua đi. Mua cây sửa lại nữa. Chị hả cô ha? Dạ. Như đó thì cô chích ra 500 mua con cái miếng mũ trùm lại cái mấy sao này cho đỡ cô giống mũ đó vậy đó. Dạ dạ. Nó thì cũng không nhiều đâu, rồi còn nhiêu mình xài hết cô ha. Dạ. Rồi nếu mà có bà con cô bác nào đó, thương cô mà giúp đỡ cô nữa. Dạ. Thì con sẽ tiếp tục đem cái mấy cái phần đó tiếp tục cho cô. Dạ. Mặc dù nó hơi xa đó, con dạ. Này tới ở bên An Giang lận đó. Dữ vậy đó hả? Ừ, con chạy tới đây mấy trăm cây. À. Nhưng mà con đi giúp hoàn cảnh khó khăn thì đâu có ngại gì mà xa dạ. Xôi. Dạ. Con giúp cô hai là chồng, giúp cô. Hai chiếc xe hả? Dạ. Trời ơi trời khổ. Đó, con đi với vợ con chiếc xe. Ừ. Rồi con chạy dở vợ con làm sao? Ừ. Được mấy đứa cháu rồi? Chưa cô ơi, năm mấy nay chưa? Chưa có hả? Rồi kệ đi mặn chừng nào khá giả đi, khá đẻ. Trời ơi, cũng muốn có con để mình giờ sắp 40 tuổi rồi. Ừ. Mới có vợ có năm mấy à. Ừ. 40 tuổi. Tôi hổm mùng 10 đi gì dưới đám giỗ mà không dạ. Có một cắt nữa.
Không có một đồng đi đám giỗ người anh nữa, nhỏ cháu nó cúng, nó nói cô ba đi xuống với con không có lấy tiền cô ba đâu, con thấy cô ba khổ dữ lắm rồi. Dạ. Rồi mấy đứa đó, có khi nó cho 50 trăm gì vậy, muốn ăn gì thèm á, mua. Dạ. Thấy tội nghiệp tội lắm chú ơi. Ừ. Giờ hoàn cảnh này khó khăn vậy. Hoàn cảnh có khó khăn. Không có đất ở mà ở. Phải ở đậu nó đuổi hoài à. Mà dạ. Mạnh Thường Quân hôm đó nó xuống kêu công an phường với địa phương xuống biên đặng người ta cho nhà, mất tiêu tới giờ luôn. Rồi mấy năm trước thì cũng mất tiêu, rồi mấy năm nay nè, mấy tháng nay cũng không thấy luôn. Vậy hả con? Dạ. Có cái nhà ở cũng ấm. Dạ. Cô ở cứ làm đi con quay sơ này. Để con nói thêm. Thế nào mà bắt cô nè, cái cây dách nó một cái trơn này không ạ? Thấy không nè? Khổ vậy đó. Thì một cái số phần đó thì Lâm cũng xin cảm ơn anh cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cũng như là cô bác đã theo dõi kênh mà ủng hộ kênh của Lâm. Đó, cho nên là Lâm chia sẻ hoàn cảnh cô như vậy nè. Rồi ông bà cô bác nào mà thương cô thì hãy Lâm cái này xứng đáng để cho Lâm kêu gọi, thấy không bà bác ha. Cho nên là Lâm thật sự là cũng muốn kêu gọi để mà giúp cho cô, có ai nhà hảo tâm nào mà giúp cho cô được nhiều khi có được cái mái nhà thì nó cũng giống như làm cái nhà mà giống như tiền chế vậy đâu mà bác ha. Dựng mấy cái cây tôn lên, rồi mấy cây sắt lên đóng nguyên cái khung nhà đó. Đừng cho chống mưa nắng đồ nó dột đâu mà bác. Chứ nhìn cô, nhìn cái căn của cô nè. Nó sập xệ gì nè. Khó khăn lắm. Đây nè. Cô nói cô lụm dây chai đây nè, như mấy cái mọc dây chai gì nè. Bọc dây chai hả cô? Đây nè, cô lụm gì được ở này nè. Lụm gì à? Đó. Lụm được mấy ngày được như đây hả? Đó, nửa tháng rồi đó. Ờ. Thấy một ảnh cô tội nghiệp không? Để Lâm đi sơ dọc cho ông bác xem. Có hiền khô hả? Không sao đâu. Giờ Lâm đi phụ lắm đó, mà bác đi theo. Bà cũng đi quay đó. Đây nè, cái nhà cô gì nè. Bên đây lá là vậy, nó mục hết trơn đó không bà bác nè. Bà bác thấy không? Bà dừng chó cô ơi. Mận xong chưa? Mận xong chưa, chó ăn hết giờ nè. Đây nè, quả gì nữa mà khổ ghê không? Rồi chắc Lâm video Lâm cũng chia sẻ tới đây thôi mà bác ơi. Cũng không có còn gì chia sẻ nữa đâu. Bây giờ có tấm nó che thì nó cũng đỡ đâu mà bác, cái hồng nó giọt hết trơn. Thì cô nói con trai của cô là bị trầy xương ấy đó. Nãy cô nói bị trầy gì, nó lại rõ không con? Dạ. Yeah. Nhét ngón tay vậy nè, vừa thấy trời ơi tôi muốn xỉu á. Cái trời ơi sao giờ ta hết không bị nổi rồi. Kêu đi mua thuốc ra, người ta cho thuốc, cho này thuốc rửa này kia, băng keo đồ gì, băng này kia, trời ơi, tôi nói, ơi mẹ ơi, nghĩ mà cái người đó đó gì, mà làm biết ta chết à. Nguy hiểm quá con ha. Rồi ta kêu đi làm bạc hả, ta cho miếng lên về đó, anh dừng cửa nè, cắt kiếm làm sao mà tới, anh đứa làm sao mà nó bạc, văng vô, trời ơi, thấy thịt nó tươi luôn.
mỡ nữa, nó sôi sôi hoài luôn. Dạ. Thì ông bà cô bác ơi, Lâm cũng chắc có lẽ là trao cho cô những cái phần quà cũng như là bao gạo rồi với phần tiền để cô trai trở cuộc sống xong rồi. Thì rất mong bà bác hãy thương cô và ủng hộ cô, Lâm sẽ sẵn sàng chạy từ An Giang tới đây giúp cô nha bà bác ha. Thì chắc lẽ video tới đây kết thúc. Xin mến chào ông bà bác, chúc tất cả ông bà bác ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, đặc biệt trẻ đẹp gặp nhiều may mắn cuộc sống nha. Chào tạm biệt bà bác ạ.